Bây giờ em giới thiệu đến anh chị nồi cơm nha em. Đây, em đã ăn trước một tô một chén rồi, để một chén cơm bao nhiêu đây, và bây giờ em ăn thêm lần nữa để cho mọi người cảm thấy bất ngờ vì cái nước sốt của em cực ngon. Nước sốt này á, không dùng bột nêm, bột ngọt, chỉ có đường, muối, tiêu, ớt và gừng và tỏi. Trời ơi, nó ngon ghê. Anh chị mà làm được cái nước này á, thì chắc chắn mấy cái công ty mà làm nước mắm nhỉ đồ á phá sản. Bởi vì thật sự chúng ta nên từ bỏ việc ăn nước mắm luôn á. Em nói thiệt, đừng buồn. Mình cá cơm nó sắp tuyệt chủng rồi. Cá cơm sắp tuyệt chủng rồi nha anh chị. Đừng ăn cá cơm nước mắm nhỉ nữa. Ăn cái nước mắm này đi. Chỉ cần muối, đường, tiêu, ớt, tỏi. Đó. Rồi gừng nữa, nếu mà muốn thơm. Đó, bây giờ em có một cái chén cơm nước mắm cực ngon. Nước mắm em tự làm. Nước mắm này em nói thiệt, anh chị nào mà ăn đồ mặn cũng ngon nữa. Chấm á, đây là chả cá em gái em gửi ra cho ba em ăn, thì em cũng quyền được ăn chả cá đó, nhưng mà con cuốn của em á, em cho nó ăn cơm với nước mắm thì nó bỏ chả lại như vậy nè. Nó là thần thú mà, với lại nó ăn theo em. Cái con cuốn này á, nó là thần rồi, nó ăn theo em. Em ăn cái gì nó nhìn miệng em xong rồi nó bắt chước nó ăn theo. Em nhường chả cá rồi nó mà nó không ăn. Anh chị nhìn là nó đâu có no đâu, nó không bụng nè, bụng không to nha, đó đó, cái bụng là đâu phải là đang no đâu mà không ăn đâu. Rồi con kia nó vô rồi đó nè, coi con này nè nha, đi 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 lại. Ồ, giả điên kìa, thưa anh chị, giả điên lắc đầu nữa kìa. Rồi 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 rồi, lấp ly, bị đặt tạo nét hả, lấp ly nè, lấp ly nè, lấp ly không hả? Honey có cho lấp ly ăn không? Nếu Honey là một thần thú thì Honey sẽ đối xử với lấp ly như thế nào? Tụi nó level thấp hơn mình mà, đúng không? Giống như tôi mang thân người, nhưng mà cái level của tôi không còn là người. Rồi Honey cố gắng ăn hết những cục cơm, chừa lại cục chả đó. Anh chị thấy không? Tommy, get out. Get out, Tommy. You suck. Ở đây có hai con cuốn được một trong hai con đái bậy trong nhà, nó đái lên bao ni lông. Em thì em tình nghi thủ phạm á, ăn hết cơm chừa lại chả. Em tình nghi thủ phạm là con em của thằng này, còn thằng này á, thằng em của thằng này thì đã bị nhốt rồi.
ra nhà sau rồi, để cho dưới đó có một con chó đại bàng, nó tên là Rê, nó sẽ giáo dưỡng lại. Con ăn hết cơm, con chừa đồ ăn lại cho nó biết, nó mừng lắm không hết đi, nó sẽ rất là mừng. Hôm nay nó là cắm mày ăn. Cái chén của hôm nay là hôm nay tùy bỏ đó, nhưng mà nó không muốn ai ăn vô cái chén của nó, hiểu không? Tại sao hôm nay được ở trong nhà, hôm nay được nằm ngủ trên đuôi tiên cá của Tion, còn tụi con thì phải sống như một con chó. Rồi, tội nghiệp hôm nay quá, con ráng liếm cho sạch từng miếng cơm luôn, dính trên cái cục thịt luôn ha con. Trời ơi trời. Rồi cuối cùng nó cũng chịu ăn thịt rồi quý vị. Đó, đừng có bắt trước cây ôn, hiểu không? Giờ là sợ mấy con này nó ăn ăn của mình à, nên phải lấy ăn luôn, tại mấy thằng này nó ăn dữ lắm. Cùng đồng tuổi với nhau, nhưng mà quý vị thấy thằng này nó tham ăn nhất nên nó bự nhất. Con em của nó hồi nãy đó đâu rồi, lùng tè luôn. Thì hôm nay cô chủ nhật thì em không có đi ra sông để mua đồ phóng xanh. Em nghĩ thứ nhất là dung lượng trong cái máy quay đã full. Thứ nhì, em phải làm việc nhà, em phải trị tội mấy con cuốn. Em đã nói ba của em rồi, cho bớt đi, cho bớt một thằng đực nữa đi, không chịu. Để cho nhà chó nó đông rồi á, nó ganh tị, ganh ghét, nó giết con dê, nó đái ỉa bậy trong nhà. Đó. Và cái người dọn dẹp nhà cửa, thưa quý vị, chính là em. Chính là em đó. Cái nhà này nó to lắm, em phải lao. Nên là hôm nay em không có đi xuống sông được. Em ăn cơm nhẹ nhẹ rồi em tiếp tục em làm việc. Em còn ở đây nó có 3 cái toilet, thì em sẽ là người lao dọn luôn 3 cái toilet. Em nói bà của em làm ơn làm phước, đừng có đi vệ sinh trong toilet. Đó. Em xịt sàn xong rồi, giờ em phải lao. Là đi một toilet thôi, chừa mấy toilet còn lại để cho nó sạch. Còn đi thì không có rửa dọn được. Và không làm, rảnh thì đi đốt cây cối, vườn tược thì để đầy rác thải cho chó xé, nên em phải nhốt nó lại. Đấy. Hỏi ai có thể tu ở nhà mà thành Phật được? Phải là một vị Phật rất là đặc biệt. Quý vị ơi, người nào mà tu ở nhà mà thành Phật được á, phụng dưỡng cha mẹ đó nha, báo hiếu đâu đồ nha, đó báo hiếu mấy vị Phật đó đó, mà thành công á nha, là tự quý vị anh chị trở thành Phật luôn. Lúc lâm chung chỉ cần niệm A Di Đà Phật là thành Phật, dễ ẹt. Chuyện thành Phật là một điều rất là dễ. Em là làm việc nhà, em làm việc xã hội, em muốn cho mấy em trẻ là ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên và động vật. Nhưng con nít bây giờ nói thiệt với anh chị là không. Tụi nhỏ bây giờ đó, nó không hề muốn bảo vệ môi trường thiên nhiên động vật gì cả. Nó chỉ coi người ta ăn đồ ăn ngon và nó học hỏi theo.
nó chỉ xem người ta khoe của gì. Mấy YouTuber đó, nó cứ khoe cái sự giàu có của nó mà nó còn đi làm YouTuber thưa anh chị. Rồi nó dùng cho người, mấy đứa nhỏ hư hết. Thì mấy em nhỏ hư làm cái gì? Hư rồi thì con cái anh chị hư dạy nổi không? Bởi vì nó cứ đua theo cái giàu của người ta, mà nó không biết người ta cũng nghèo á. Nghèo kiết xác ra. Thứ nhất là nghèo sức khỏe, thứ nhì là nghèo trí tuệ. Nên chỉ biết khoe của, khoe khoang thôi. Rồi dụ người ta coi clip đồ câu view nhiều á, rồi chạy quảng cáo tăng lượt view, rồi lấy cái tiền YouTube á, lại lấy cái đó đi sống ảo, mua đồ hiệu rồi lại khoe tiếp, rồi lại chạy view tiếp. Nên như vậy cái xã hội bây giờ nó thối. Rồi trẻ em học theo những điều đó nên trẻ em phải bị tiêm vaccine luôn. Trẻ em bây giờ cũng phải mắc dịch Covid luôn. Do là các vị quỷ thần không tha thứ cho người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, đàn ông cái gì, quỷ thần họ không tha thứ nữa. Họ nói rằng nhân loại đã trở nên thối nát, tất cả đều đáng phải bị trừng phạt, trừ những ai đang mang hạnh nguyện Bồ Tát, giống như Tây Ôn, giải cứu thiên nhiên động vật, làm việc thiện giúp đời. Còn lại những thứ ăn chơi sa đọa đều phải bị thanh trừ để cho một cái tương lai tốt đẹp. Mạng xã hội Facebook em đã bỏ. Từ năm 2006 đến nay Facebook làm mưa làm gió biết bao nhiêu năm, một thập kỷ hơn chưa quý vị. Nhưng bây giờ Facebook là một cái nơi cho những điều tiêu cực phát triển rất là nhanh. Tổng thống Donald Trump mà rớt chức cũng là nhờ Facebook đó. Mà Facebook có vốn đầu tư là từ đâu? Từ Trung Quốc rất là nhiều. Cái sản phẩm từ Facebook cũng không phải là của Mỹ. Và biết bao nhiêu thứ tiêu cực, và TikTok là đi theo. Còn YouTube á, thì bây giờ nó cũng ủng hộ những cái tiêu cực luôn. Ê! Ê ê ê! Get out! Hey! Tori, get out! I told you many times! Why? Get out of here! Nó vô đây là nó sẽ đái. Em biết nó sẽ đái. Tommy không được. Tommy, it's time. I put you in the jail. Trời ơi. Trời ơi, con này nó nặng quá anh chị ơi. Nó siêu nặng luôn rồi.